Xin chào, mình tên là Đỗ Tài, mình sinh năm 1987. Hôm nay mình rất là vui được chia sẻ với các bạn về lớp học Sales Master. Sau lớp học thì mình cảm nhận được một điều rất là nhiều điều là sau khi mình có được những kiến thức cơ bản rồi đó, thì lúc đó giúp mình hệ thống được rồi, thì ngoài ra cái lớp sale này có một điều cực kỳ tuyệt vời. Tuyệt vời ở chỗ nào? Là bán hàng của công thức đó. Thì ngoài khi mình hiểu nó rồi thì lúc đó ngoài ra là trong địa chỉ đạt là dùng ngôn từ này kia rất là nhiều đó, mà hồi trước giờ mình đi bán hàng rất là nhiều rồi nhưng mà không biết diễn đạt ngôn từ như thế nào, thì đến lớp học này thì giúp mình hệ thống hóa lại được và thể lắp ráp thành những công thức thì để mình diễn đạt và có cái bán hàng nó tuyệt vời hơn, tốt hơn. Mình nghĩ là cái tiền đề để mình thành công trong đề bán hàng và thành công cuộc sống sau này đó, thì lớp học này giúp ích mình rất là nhiều.